Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt, thanh tâm xin gửi đến quý vị bài viết về những điều chưa kể của các nhạc sĩ Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 ấy của tác giả Y Nguyên, đang danh trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 12 tháng 4. Mời quý vị cùng chia sẻ. Điều chưa kể của các nhạc sĩ Việt Nam Cộng Hòa Cho những người vừa nằm xuống chiều qua Tháng 4 năm 75 là cuộc mốc thay đổi rất nhiều thứ của người miền Nam Việt Nam. Đối với giới âm nhạc, đó cũng là một giai đoạn đầy biến động, nhưng ít được ghi lại. Những biến động đó bao gồm ly tán, tuyệt vọng. Cái chết và sự nhọc nhằn của kiếp người từ một chế độ này bước sang một chế độ khác. Rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ của miền Nam đã tìm đường di tản vượt biên, với hy vọng rằng rồi mình sẽ lại được sống với nghiệp dị của mình ở đâu đó. Thật buồn, không phải ai ra đi cũng đã tội nguyện nhưng với nhiều người ở lại cuộc đời đây những bất ngờ sau đó có thể còn buông bã hơn nhiều. Một trong những nhạc sĩ ở lại trong nước sau năm 75 là nhạc sĩ Hoài Linh. Ông là tác giả của vô số những bài bolero có lời lẽ đẹp và sâu sắc như Sâu tím, thiệp hồng, Các nhà màu tím, xinh ròn tuổi loạn. Vốn là trung úy của nhà cảnh sát quốc gia, nhạc sĩ Hoài Linh cũng mang nhiều nỗi lo về chuyện chế độ mới xã Thanh Trừng mình. Ngay trong những ngày di tản, ông đã dự định cùng gia đình đưa nhau xuống tàu. Thế nhưng quá tiếc nuối căn nhà kỷ niệm ở đường trên Minh Giảng, nơi ông dành dụm qua nhiều năm mới có được, nên rồi ở lại. Ngày thường nhà sĩ Hòa Linh sống rất khiêm tốn và nhã nhặn với mọi người, ít vô trương. Chính vì vậy mà trong hẻm nhà nên ai cũng thương mến. Khi những nhóm công an đầu tiên vào Sài Gòn đi điều tra nhân thân của ông Hòa Linh, hàng xóm luôn nói đỡ cho ông, không ai khai chuyện ông là trung úy cảnh sát. Chính vì vậy mà ông Hòa Linh tránh được chuyện đi tù, hay nói theo kiểu nhà nước Việt Nam đã đi học tập cải tạo, nhưng đợi cái may có cái rủi. Khi những người bạn của mình sau khi tụi cây tạo được ra đi với chương trình HU, thì nhạc sĩ Hòa Linh có lúc cũng thấy tiếc, không phải cho mình mà là cho con cái của mình. Vốn là một nhạc sĩ thành danh, được trọng vọng, cũng như đang sung sức làm việc, bất ngờ bị đảo lộn mọi thứ, nhạc sĩ Hòa Linh mang một tâm trạng bất đắc chí cho đến tận lúc qua đời. Sau năm 75, nhạc sĩ Hòa Linh dành trọn tâm huyết của mình cho việc viết thánh nhạc, phục vụ cho nhà thờ. Gia đình cho biết ông đã từ bỏ ý định vượt biên khi thấy số người tuyệt mạng trên biển quá nhiều. Đó là giai đoạn khó khăn khi việc gom bắt đi tù cải tạo đã qua, nhưng công an phát hiện đã bỏ sót thành phần cụm cán của chế độ nên ông cũng cảm thấy bất an, tu túng, nên đôi lần nghĩ đến chuyện vượt biên. Gia đình của ông kể, một lần đó các em nhỏ đến nhà tập hát thánh ca cho nhà thơ, nhạc sĩ Hòa Linh bị công an khu vực đến yêu cầu chấm dứt tụ tập đông người Ông buồn bực vô cùng nhưng cũng phải đành làm theo. Từ đó ông hiểu mọi hoạt động của mình đều rơi vào tầm ngắm theo dõi nên đã trở nên trầm uất. Đầu năm 95, ông trở bệnh nặng thật là ngẫu nhiên nhưng cũng đầy ý nghĩa. Ngày 30 tháng 4 năm 95, nhạc sĩ Hòa Linh lìa đời, để lại một sự thương tiếc cho nhiều người miền Nam. Dĩ nhiên, báo chí của chế độ mới không hề đưa tin một dòng nào. Do không đi học tập nên nhạc sĩ Hòa Linh bị nhiều người đồn đại rằng có thể ông là người Việt Cộng nằm vùng nhưng khi con sống, nhạc sĩ Hòa Linh không bao giờ buồn đỉnh chỉnh. Một trường hợp khác tương tự là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Dù nhạc sĩ Anh Việt Thu mất năm 75 nhưng ông vẫn bị mang tiếng là Việt cộng nằm vùng do có một người em đi tập kết theo cộng sản ở miền Bắc, cũng như có bạn là nhà thơ Thiên Hà là Việt cộng. Nhưng giờ thì điều đó có thể lý giải được sau năm 75, rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Anh Việt Thu cũng đã không được phép lưu hành, thậm chí báo chí nhà nước cũng không có lần nào nhắc đến tên ông. Tâm trạng trăm uất và chỉ còn mong sống để làm việc. Lo cho gia đình là khuynh hướng chung của rất nhiều nhạc sĩ miền Nam đã sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Thanh Sơn, Mạc Thế Nhân, Hoành Trang tìm cách quy ẩn. Còn những nhạc sĩ như Lê Hữu Hà Y Vân thì được tuyển dụng làm cho các đoàn ca nhạc mới. do cơ miễn cưỡng, nhưng đó là là xin lỗi cuối cùng nên các ông đành nương theo mà sống. Lúc sinh thời, nhạc sĩ Y Vân cũng rất buồn bã sau ngày 30 tháng 4, nhất là khi một người bạn thân đi vượt biển mất tích. Về sau được tin là chết trên biển. Ông tâm sự với vợ con rằng bây giờ chỉ con biết làm để gia đình không lâm vào cảnh đói khổ mà thôi. Và có lẽ cũng do làm việc lao lực ngày đêm, năm 92 nhạc sĩ Y Vân qua đời. Suốt thời gian sau năm 75, nhạc sĩ Y Vân sống bằng nghề chỉ huy ban nhạc và hòa âm cho các chương trình biểu diễn để kiếm sống. Nhạc sĩ Lê Hữu Hà cũng không khác gì. Những năm ông đi trình diễn trên sân khấu, rất nhiều khán thính giả gửi giấy lên yêu cầu các bài hát thời bác nhạc Phượng Hoàng của ông. Thế nhưng, Lê Hữu Hà đành tự chối khéo. Sau đó quay vào trong vánh mắt buồn thâm thẳm. Nhiều bài hát của ông cho đến năm 2003, tức năm ông qua đời vẫn chưa được những người cộng sản cho phép lưu hành trở lại. Những lúc không đi diễn, câu ấm của nhóm Phượng Hoàng xưa tập tành buôn bán, rồi mở một cửa hàng cho thuê bằng video phim lậu ở trên đường Trần Quyết Cáp, hôm nay là Võ Văn Tần, quận ba khách đến thuê bằng khi chưa biết đó là nhạc sĩ Lê Hữu Hà đều lấy làm thú vị với một người cho mượn bằng đĩa mà lại rất uyên bác và lịch sự. Nhiều nhạc sĩ không thích nghe được đời sống của chế độ mới nên cũng qua đời trong nghèo khổ như nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Trúc Phương, Thanh Bình, Châu Kỳ. Nhiều năm bị bạc đại ở các phòng văn hóa kiểm duyệt theo chính sách thành lọc văn hóa của chế độ cũ. Hầu hết những nhạc sĩ của miền Nam Việt Nam cũng bị báo chí nhà nước ghẻ lạnh vì tuân theo các chính sách tiên truyền của bàn tuyên giáo. Khá nhiều nhạc sĩ trước 30 tháng 4 là sĩ quan phòng tầm lý chiến là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nên chuyện đi tù cải tạo và bị đại ái là điều dễ hiểu. Những ngày tháng trong trại tù cải tạo hạ tay, nhạc sĩ VTA cũng là một nạn nhân vì đói, vì bị hành hạ nên đã khúc phục, trở thành tai mắt của cán bộ quản giáo và bị anh em trong trại tức giận. Mãi sau do quá ăn năn ông đã xin được sửa tội đi tu theo đạo công giáo ngay trong tù. Đó là lý do mà nhiều năm sau khi xuất cảnh sang Mỹ, Nhạc sĩ VTA mới qua lại với âm nhạc. Có nhiều người nói rằng ông dùng bài hát nói về cuộc đời như đá vàng trải qua và thấu hiểu, như một lời tâm tình đầy đau đớn cho cuộc sống mà ông đã nói. Đã có. Nói về kết thúc trong trại tù, không thể không kể đến nhạc sĩ Minh Kỳ vốn là đại úy cảnh sát. Nhạc sĩ Minh Kỳ cũng bị dồn vào trại cải tạo ở Biên Hòa. Theo lời những người ở cùng trại kể lại, 4 tháng sau 30 tháng 4, khi đang ngồi ăn trong trại, cả nhóm sĩ quan của ông bị ai đó ném lựu đạn vào giữa, khiến từng vòng mười mấy người. Nhạc sĩ Minh Kỳ hấp hối đậm máu, chỉ có lời với anh em trong trại là nhắn dùng với gia đình rằng ông đã chết rồi sau đó xui tay. Không rõ mộ của ông sau này có cải tản hay không. Vì khi chung cất sơ sài, cán bộ quản giáo chỉ để bản ghi tên người chết là Vĩnh Mỹ, tức tên thật của ông, chứ không hề biết đó là một nhạc sĩ tài hoa hàng đầu của dòng Bolero nước Việt. 30 tháng 4 năm 75 là một cột mốc của nhiều điều mà có lẽ nhiều thập niên nữa người Việt mới biết tường tận sự thật. Và có lẽ cũng nhiều năm nữa, những trang sử nhạc còn phải ghi chú thêm những điều chưa kể hết mà vốn nổi muộn phiền gần nửa thế kỷ vẫn phủ tối cả quê hương.